Vừa qua, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức hội nghị tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo, gia đình tiêu biểu năm 2015, con công nhân viên chức lao động đạt giải quốc gia quốc tế năm học 2015-2016. Từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo do Công đoàn Công thương phát động năm 2015, các cấp công đoàn đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi trên 6.000 tỷ đồng, tiết kiệm 120 tỷ đồng tiền vật tư nguyên liệu. 172 cá nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, lao động sáng tạo, đại diện cho 160.000 công nhân, viên chức, lao động trong ngành công thương được vinh danh. Cùng với đó, các gia đình tiêu biểu và 230 cháu học sinh là con công nhân viên chức lao động đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế năm học 2015-2016 cũng được vinh danh dịp này. Hội nghị tuyên dương được Công đoàn Công thương tổ chức lần này nhằm ghi nhận và đánh giá những đóng góp của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Tất cả những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình sẽ góp phần để ngành công thương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 2016 và những năm tiếp theo, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.